Chào bạn đã quay trở lại với series tin học văn phòng. Hôm nay chúng ta sẽ đi bài số 14 trong Excel. Chúng ta tiếp tục đi về một số những cái hàm xử lý chuỗi dữ liệu trong Excel. Hôm nay chúng ta sẽ học các bài sau. Hôm nay chúng ta sẽ học các cái hàm lower, proper và upper trong Excel. Thì đầu tiên là hàm lower thì chúng ta sẽ chuyển toàn bộ cái chuỗi ký tự. Đây là những cái hàm về chuỗi thôi. Những cái chuỗi này thì chúng ta sẽ chuyển sang ký tự y thường. Chúng ta cứ gõ là bằng lower lower đó. Sau đó chúng ta có thể nhấp nút đây để hoàn thành nút đó lại. Chúng ta chọn cái đoạn text mà chúng ta muốn chuyển sang chữ điện thường, đóng ngoặc enter đó, thì toàn bộ nó chuyển sang chữ điện thường. Tiếp theo là hàm proper. Hàm proper thì sẽ chuyển mỗi chữ cái đầu này thành chữ liên hoa, chúng ta gõ bằng proper proper ra nhấp nút để hoàn thành lại. Sau đó chúng ta kích vào cái text để muốn chuyển mỗi chữ cái đầu thành liên hoa thì chúng ta lại được nguyên văn an có một chữ cái đầu. Còn upper là cái hàm để cho phép chúng ta chuyển toàn bộ các cái chữ cái thành chữ in hoa hết thì chúng ta gọi bằng upper upper. Chúng ta kích vào cái ô mà chúng ta muốn chuyển sang dạng in hoa, sau đó chúng ta enter đấy thì toàn bộ nó sẽ chuyển sang in hoa hết. Tiếp theo chúng ta sẽ đi một số hàm chuyển đổi dữ liệu từ dạng số sang dạng text hay dạng số sang dạng văn bản và định dạng kiểu tiền tệ đô la. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái hàm text đầu tiên. Chúng ta gõ bằng text, tức là bây giờ chúng ta đang chuyển kiểu số sang cái dạng text đấy. Cái tham số đầu tiên là cái ô mà chúng ta cần chuyển đổi, tức là cái giá trị này, value này. Cái tham số thứ hai là cái format của text. Tham số thứ hai các bạn có thể sử dụng một số cái dạng format ở đây, ví dụ như là thăng 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 chấm thăng thì là có nghĩa là một chữ số trước dấu phẩy và một chữ số sau dấu phẩy. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cái format như sau, các bạn mở ngoặc kép này. Chúng ta có thể sử dụng là thăng thăng ngoặc kép đúng không ạ, thăng thăng chấm chấm thăng này, nó vẫn không chưa ra giá trị gì. Ở đây là cái giá trị cái ô mà chúng ta lấy giá trị, chúng ta đang lấy cái ô nhầm sang cái ô trắng không có dữ liệu ở bên trên này, ô E6. Rồi chúng ta thay đổi lại cái ô này là được, chúng ta lấy sang ô D7 này. Đó, thì chúng ta sẽ được là cái con số là 55. Đấy, thì đây là những cái định dạng 0.00 này. Rồi chúng ta có thể, các bạn có thể xem một số cái định dạng này. Đó. Tiếp theo là chúng ta thực hành cái hàm fix. Thì hàm fix là chúng ta sẽ được sử dụng để chuyển một số sang cái định dạng văn bản. Để chúng ta thực hành hàm fix, các bạn gõ bằng fix fix đó. Đó. Sau đó là chúng ta chọn cái con số dimension dimensional và comment comma thì tức là những cái số chữ số trước và sau dấu phẩy, thì hai cái thành phần này các bạn chọn cũng được mà không chọn cũng được. Đấy. Thì nó sẽ theo mặc định là nếu như các bạn chọn là số chữ số, ví dụ như là 5 chữ số và một chữ số sau dấu phẩy thì chúng ta sẽ được như này, 5 chữ số như này là 5 chữ số sau dấu phẩy rồi. Tức là cái phần comma này này. Đây chúng ta đây là số chữ số sau dấu phẩy, chúng ta để một thôi. Sau đó là phần comma này chúng ta bỏ qua. Đó. Chúng ta để là 55,0 như vậy. Tiếp theo là hàm dollar thì chuyển một số sang dạng tiền tệ đô la. Ta gõ bằng đô dollar. Chẳng hạn như là ô 100 này chẳng hạn. Đấy, sau đó là cũng dimension, tức là cái số chữ số sau dấu phẩy, ví dụ như là chúng ta chọn 3 chữ số sau dấu phẩy chẳng hạn, đại enter. Đấy, thì chúng ta đang được là 100, đây là 3 chữ số sau dấu phẩy này thì chúng ta đang để dạng tiền tệ là 15 đồng. Nếu như các bạn muốn chuyển sang cái dạng tiền tệ khác thì các bạn có thể bấm vào mũi tên nhỏ dưới cái number này. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái dạng currency, chúng ta chọn cái ký tự khác đi. Đấy, đô la Anh, đô la Canada, friend, đồng tiền của Pháp, vân vân.
đấy thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể chuyển được sang nghề khác hoặc là bao ở đây là bảng Anh đấy, người ta sẽ thấy là nó có ký tự khác đi. Này nó vẫn chưa chưa chuyển, nó chưa chuyển lý do là ở đây là chúng ta đang dùng hàng. Nếu như mà chúng ta muốn chuyển được thì ví dụ chúng ta có 150 ra đây, sau đó chúng ta sử dụng để chuyển đổi sang dạng currency, khi đó thì chúng ta có thể chuyển đổi sang kiểu tiền tệ kiểu khác được đấy. Ví dụ như đấy, đúng không? Đấy thì do là chỗ này chúng ta sử dụng hàng, chúng ta không không chuyển đổi được theo cái dạng như vậy. Đấy, trong video vừa rồi thì mình đã vừa hướng dẫn các bạn thao tác một số hàm với chuỗi lower, proper, upper để chuyển các ký tự in thường in hoa, hay là fix, text, đô la để chuyển các cái số sang cái định dạng text và sang định dạng tiền tệ. Các bạn có thể thực hành theo, và nếu còn có khó khăn gì vui lòng comment xuống bên dưới. Cuối cùng các bạn hãy like, chia sẻ và nhấn đăng ký để theo dõi các video tiếp. Chào tạm biệt các bạn.